đi qua cửa rồi thì bà phó chủ tịch nước là Nguyễn Thị Bình làm chủ tịch danh dự, và sau khi chị Bình nghỉ công tác thì bà phó chủ tịch nước là Trương Mỹ Hoa làm chủ tịch danh dự. Thế là đấy là bà chủ tịch danh dự của tôi. Hiện nay chị Trương Mỹ Hoa vẫn là chủ tịch danh dự, một cái tổ chức được đảng và nhà nước rất quan tâm, được nhân dân không mấy trong nước và ngoài nước ủng hộ làm như thế này, tôi nghĩ không phải là chuyện dễ. Cho nên là nhờ tôi muốn hôm nay có mặt là chúc mừng thành tựu của quê hương, mà cái tên quê hương chính là tôi đặt, là khi mà quê hương ra lúc còn đang khó khăn thì tôi nói rằng phải có trung tâm, thế rồi thì trung tâm dưới sự chỉ đạo của trung ương hội thì sẽ giúp đỡ. Và tiểu hương có hỏi gọi là tên gì, tôi em mới đặt tên là Trung tâm Nhân đạo Quê hương. Thì dù miền Bắc Việt Nam thì đều là quê hương của mình, Việt Nam hết. Thế thì đến bây giờ rất mừng, tôi không nói lại thành tích nữa, thì chúng ta chỉ nhìn ở đây thấy thôi. Nếu chúng ta trong một gia đình nuôi được 5-6 cháu bé, có chắc chắn rằng là nuôi được từ bé tới lúc lớn nó hoàn thành không? Một lúc tôi đã vào thăm rồi, 5-60 cháu trẻ sơ sinh. Rồi trong bệnh tật thì cả thế giới, cả đất nước này nó có. Mà nếu có 9 cháu bị bệnh thôi thì đâu đã là nhiều. Mà bệnh đó thì phải đi bệnh viện, rồi chữa bệnh viện, nhưng mà các cháu không qua khỏi được là bệnh cho cháu nặng. Chứ không thể để mà quy định cho cái trung tâm mà trong mỗi từng người cháu, chúng ta ngồi đây nghe được không rõ vì các cháu đông quá. Những cái cháu mà tôi gặp hôm nay có khi nó đến đây nó mới đẻ cả. Thì chúng ta phải cùng nhau bắt tay vào để giúp đỡ cho trung tâm quê hương của tiểu hương, một người con gái có nghị lực, một người con gái có tâm, có tình và rất cố gắng trong sự nghiệp, thì trở thành tốt. Cho nên hôm nay thì tôi cũng chỉ báo một câu, gọi là ban giám đốc, nhưng thực ra chỉ có mình thôi, tiểu hương thôi là chỉ tốt. Thì để tiểu hương cứ vững tâm là làm tốt, có nhà nước, có chính phủ, có đảng, có dân. Thì tất nhiên trong cơ quan có những cơ quan này, cơ quan khác chưa hiểu rõ, thì cũng có thể những việc kiểm điểm là việc làm rộng như này, đông như này, làm sao không có thiếu sót được, không ạ? Thế thì tôi đề mong là các cơ quan hữu trách là một cách rất là xây dựng và thương mến, chỉ ra những vấn đề cần phải làm cho nó đúng nguyên tắc nhà nước, tại vì không có nguyên tắc không đáp ứng được. Và để làm sao cái trung tâm này càng phát triển, để đây cũng là một điểm mà đỡ cho nhà hàng, cho nhà nước ta, đỡ cho thành phố Hồ Chí Minh miền Nam để nuôi nấng chữa bệnh cho cháu. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cái tổ chức gọi là tổ chức trung tâm quê hương tỉnh tiểu hương là hoàn toàn hợp pháp hợp lý, trong tổ chức của một tổ chức phi chính phủ quản lý của nhà nước, mà cụ thể là Bộ Nội vụ và bây giờ là Bộ Lao động nữa. Thì tôi xin cảm ơn tất cả các bạn nước ngoài đã giúp đỡ trung tâm này, cảm ơn tất cả các tổng công ty, các công ty đã góp sức tiền của mà động viên cho cô tiểu hương làm được bây giờ. Quý mình thì là chủ tịch của hội cứu trợ trẻ em toàn quốc, hiện nay là cũng có hơn 44 trung tâm của quận của nhà nước. Tôi công nhận là trung tâm chúng ta quê hương tiểu hương là hiện nay phát triển mạnh mẽ, hiệu quả nhất. Còn có những khu điều kiện gì còn khó khăn thì tất nhiên còn tôi rất mong đơn vị lãnh đạo Bộ Lao động và tỉnh Bình Dương và nhất là thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tạo điều kiện để cho bổ sung những điểm còn chưa tốt, để cho trung tâm này mãi mãi là một điểm sáng của đất nước ta trong vấn đề nuôi nấng các cháu tàn tật và trẻ mồ côi. Cuối cùng xin chúc sức khỏe tất cả các vị đại biểu và cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa các quý vị, có báo cáo của trung tâm giúp đỡ huyện Tiểu Hương, giúp đỡ trung tâm huyện Tiểu Hương và lời phát biểu rất là ân tình. Trẻ thì quê nhà, rửa chén canh, chăm em mà không được đi học hay vui chơi với chúng bạn, hoàn toàn không có ai bênh đỡ em. Một ngày kia,
nấu cơm chưa? Dạ rồi. Giặt quần áo chưa? Dạ rồi. Trẻ ngủ chưa? Dạ rồi. Được bếp nhà chưa? Dạ con. Dạ con. Chúng ta mà chưa bếp nhà hả? Con sáng thì mình làm gì? Đi chơi hoang à? Tôi làm biết. Ai cho mày ăn xong ở bếp nhà hả? Tôi ăn bé. Cút đi cho quất mắt tao. Đúng là đồ chơi đáng muốn đâu. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Hôm ấy mình đã quyết định ra đi, vọn vẹn ra sàn với chiếc túi xách trên tay cùng mấy bộ quần áo. Em lao mình vào cuộc đời trên những chặng đường mà không biết đi đâu, về đâu. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang ngày đó sông kiếp lang thang ngẩn ngơ như chim xa đàn nghĩ đến tôi cần muôn vàng. Mẹ cứ tự kia mày mua à, mày muốn chết à? Mình tiếp tục đi, trời đã tối. Bùng thì đói là em gục xuống một vỉa hè và ngủ thiếp đi. Đêm đêm lo ngủ, một mảnh chiều đang có gió, một thân vui cũng không nhà. Mình cất bước, con đường phía trước sao xa.